Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Dẻ. Hôm nay thì Dung đang có mặt tại Tây Ninh. Dạ, và đây là một địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Ninh. Nhưng mà hôm nay là không phải là đi chơi đâu quý bà con cô bác. Hôm nay thì Dung đi cùng với lại sư phụ đi thăm những cái hoàn cảnh sắp tới của Học Đại Đôi Đời nhiều tới. Chưa anh Bảo Dạ, Trung thì ghé quán hôm em nay nhiều Dung lắm luôn sau á. khi mà thăm một Em hoàn cảnh chụp một anh em rồi á thì bao giờ là được sư phụ quê hương Đồng Khởi nè, Bến đưa Tre đi luôn á. tham quan núi Bà Đen. Hồi xưa thì Dung có đến Tây Ninh rất là nhiều lần và thậm chí là hồi xưa có mở một cái nha khoa ở đây nữa. Nhưng mà thật sự chưa bao giờ lên núi cũng như là chưa bao giờ đến đây cả. Và đây là lần đầu tiên. Em chụp không? Vô vô chụp dạ, luôn. Cảm ơn. À, sư phụ đang bị vô luôn luôn cho quý anh chị em chụp bắt luôn lại à. chụp Dạ, hình. cho hai người chồng luôn. Dạ, xin chào bà con cô bác. Kính chúc bà con bác nhiều sức khỏe. À, đi tới đâu là cũng bà con cô bác phát hiện ra là chụp hình. Gặp Đồng Hương. Ủa, mấy anh chị ở Bến Tre luôn. Đồng Hương Bến Tre. Bến Tre luôn. Bến Tre đi lên Tây Ninh để tham quan du lịch. Dạ. Lên Tây Ninh nhớ mua dừa đem về Bến Tre bà con tám mừng lắm nha. Không? Rồi, cảm ơn thương nhiều nhiều á. Bến Tre mình đi du lịch đâu nhớ mua dừa về mà. Mấy sục dừa đắt không anh? Hả? Mấy sục dừa đắt không? Mấy sục dừa đắt không? Dừa ngoài đẹp trai hơn trong thành. Ờ, vậy không, bà con bác ta ở Tây Ninh ta đi đâu ta mua muối về chứ không, người thân mình lắm, mừng lắm. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe, đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Dễ thương á. Dạ, bà con cô bác thân mến. Ủa, em thấy anh Phương vừa mà quay clip mà cái gì vườn vườn gì đó. Vườn gì đó? Cái ca ngôi sao miệt vườn. Ngôi sao vườn hả? Ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh hả? Dạ, ở Bình Chánh. Tuần tới thứ bảy này gia đình bắt xe lên chơi chị. Dạ, tối thứ bảy này có dạ. Có chú Thanh Tuấn với là anh Kim Tiểu Long. Dạ. Em năm dạ. Tem về má lâu rồi. Ở Mai Lai hả? Dạ. Ồ. Vậy là em là chị về trước rồi em sáu tay mới về bánh. Dạ. Anh sáu tay về miệt vườn đúng không? Sáu tay về bánh chừng nửa tiếng bánh à. Rồi đi về lại à. Qua bánh tắm biển nghe về. Ủa mấy đứa nhỏ mua vé xong chưa vậy? Còn đợi hả? Đang xếp dạ. Hàng chờ mua bà con cô bác thân mến, vô đây thì mình phải mua vé nha bà con bác. Đã, tùy theo vé hình như cũng có nhiều loại lắm mà sao á, sẽ có cáp treo ngắn, cáp treo dài, rồi mình đi bộ cũng được nữa, nhưng mà bây giờ là cũng 4 giờ mấy rồi cho nên đi bộ không kịp, cho nên là mình sẽ mua cáp treo để mình đi tham quan hết một vòng núi Bà Đen luôn. Khương Dừa thì tới Tây Ninh cũng rất là nhiều lần. Dạ, đi công tác cũng có, rồi ghé chỗ bạn Duy Bánh Tráng Tân Nhiên cũng có, nhưng mà chưa bao giờ ghé tham quan núi Bà Đen á. Ủa dạ. Anh cũng lần đầu tiên luôn á hả? Lần đầu tiên luôn. Dạ à. Chỉ đứng xa xa thấy ngọn núi thôi chứ chưa bao giờ leo lên núi tham quan. Dạ, cho nên là bây giờ là thật ra đính định là ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là mình sẽ thăm hai bé, hai hoàn cảnh. Nhưng mà cuối cùng là đi thăm một hoàn cảnh của bé Sơn với bé Tường, còn một hoàn cảnh nữa thì các anh chị bên huyện đoàn báo là bé cũng hơi khó khăn, nhưng mà bé học lực nó bị kém. Dạ. Yeah. Bị tụt quá cho nên là để một thời gian nữa xem coi bé nó có phấn đấu để học cho nó tốt hay không thì mình làm chương trình nó mới đúng sau. Tiêu chí. Dạ. Cho nên bây giờ là cuối cùng là coi như là bể xô bể lịch dư được một xíu thời gian cho nên là tranh thủ. Ô, chào chị. Trời ơi, trời. Dạ. Chào. Chào gia đình. Dạ. Khương dừa. Tranh thủ đi ghé đi tham quan. Khương dừa. Dạ, xin chào. Này sao anh? Đây là vé cổng. Vé cổng hả? Cấp treo. Vé cổng này bao nhiêu anh? 10.000 nè. Ô, vé cổng có 10.000 hả? Đúng rồi. Còn cái kia kìa, cổng kia. Vé là nhiều. Còn cái này 400. Vé này nhiêu hả? 400 vé hả? Dạ. Ồ, nhiều vậy? 7 vé 2.8. Đây là mới lên đỉnh thôi, còn dạ. Cái combo chính cao nhất của nó hiện tại bây giờ đang là 700. Trời ơi. Là có bao gồm ăn buffet luôn. Nhiều vậy hả? Ờ, nhưng mà 3 giờ buffet hết rồi. Thôi mình đi vô cổng. Cho nên là mình chỉ có lên đỉnh. Nhưng mà buffet là ăn buffet mặn bình thường hay là buffet chay? Đúng rồi, buffet bình thường. Hải sản á, lên núi và hải sản nhiều lắm. Trời ơi. Ôi, lần đầu tiên được đi luôn á. Đó, bà con bác. Nếu mà mình không có điều kiện thì mình mua dép 10.000 vô cổng thôi. Rồi mình đi hết tới hết cổng rồi mình tới cái cáp rồi mình đi về. Còn dạ là còn nếu đó có điều kiện xíu thì mình mua cáp treo để mình tham quan. Không, em nghĩ là 10.000 là được đi bộ lên núi đúng không? Hả? 10.000 đi là bộ mua được. Cổng, đi sau bộ đó đi được. Bộ lên đi á. Bộ dạ. Nhưng mà là ai muốn đi bộ thôi. Nhưng đi bộ tới chùa hả? là đủ sức à. Trời ơi. Dạ, xin chào. Chào gia đình. Dạ mới lên. Dạ, chào lên. Dạ đi lên núi. Chúc xe nha. Có xe hả? Dạ. Cái gì đó của có xe. VinFast. Rồi, cảm ơn, dạ. Cảm ơn dạ. Dạ. Thế làm giống như anh về nhà vậy.
đi đâu cũng được bà con bác thương. Trời ơi, quá hạnh phúc không? Dạ. Thôi bây giờ anh em không à, anh mời vé này ha, còn em mời vé cáp ha. Được được được. Nói chung là anh mời tour, em mời tour đó. Bây giờ thì đây mình sẽ vô cổng nha con bác. Vô cổng thì mình sẽ gặp một bé vô cùng đẹp trai. Ở đứng chào con. Chào con sức khỏe. Chú này dạ. Chú đi với ai hả? Chú đi với lại mấy cô cộng sự của chú. Dạ. Con làm đây lâu chưa? Dạ con làm cũng lâu rồi. Đây mấy giờ đóng cửa? Dạ đây là 10 giờ đóng cửa chú. 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bao giờ mấy giờ mình mới dạ, 9 giờ 9 giờ là ngưng chú, còn cái cổng là 10 giờ. À. Sáng mấy giờ mở cửa con? Đây là giấy cáp anh. Sáng mấy giờ mở cửa hả? Sáng 5 giờ rưỡi. À cũng cả tuần luôn ha. Dạ, dạ mình biết thông tin đó để bà con bác gần xa người ta biết để người ta đến tham quan. Dạ. Rồi cảm ơn con nhiều nha. Chúc con sức khỏe. Cảm ơn con. Vậy là phục vụ cũng đến khuya chứ bộ. Thì giống cũng giống như hội quán ở sau vườn đó. Hồi dạ. Trước là mấy ảnh tới 7 giờ nghỉ rồi xong mà thấy hội quán ở sau vườn phục vụ tới 10 giờ. Không, dạo này em nghiêm rồi đó, em nghiêm túc rồi đó. Ồ kem ngon quá. Có được ăn kem không ta? Được ăn kem không? Mình mua kem đi, mình được ăn kem đi. Vừa đi ăn kem nó lạnh lạnh rồi mình cái mình đi lên bên núi. Em căng dừa. Kem kem bông cơn bảo trời nóng quá nó hơi hơi chảy chảy ra hả? Nóng quá mà trời nóng quá ở trên lớp mặt nó chảy ra. Dừa tươi. Kem dừa tươi, kem bạch hà, kem vani, Việt Quốc, cherry, sô cô la. Sao nó không được cứng mấy vậy? Nắng muốn chết mà cứng gì nổi cứng. Một cây mặt. Trời nắng còn kem là được rồi đó. Nó bị hơi mềm so với kem bình thường. Ừ, nắng. Có kem cay không em? Minh với Cường đâu rồi? Ba kem gì? Kem một cây sô cô la, một cây bạch hà. Dừa ăn kem khác, anh dừa. Ủa, không có ăn dừa. Ủa, đây đây anh ăn cho. Nếu bị thương dừa hả? Đây đây đây. Còn Ba Minh với Cường ăn gì ta? Đây. Trời rất là nóng mà bà con bác. Dạ. Bà con bác có nghe câu là Tây Ninh nắng trong người chưa? Ồ đây nắng kinh khủng khiếp. Nắng như là ở bên Campuchia thôi, chỉ có điều ở đây là có cây cối được nhiều thì nó đỡ hơn. Xin chào. Nhiêu vậy em? Nhiêu em? Nhiêu tiền? À, trả tiền hết chứ. Chạm gái tính tiền, tính tiền quên quên tính tiền luôn rồi. 100 đây vừa nói anh chào nha. Xin chào. Trời ơi không không ngờ idol xuất hiện ngay tiệm kem của mình nên bọn bắt xem anh nhiều đó chứ. Dạ biết nhiều hơn đó, hạnh phúc không thiệt á, đi đâu mà bà con cô bác biết vui ha. Ồ kem ở đây cũng rất cũng lạnh lắm nha bố mắt. Kem này phải lạnh chứ sao, nhưng mà ngon nha. Sao đi vô trong vô này cảm giác giống như hả? Sao giống như đi vô Bà Nài vậy? Quản lý cũng vậy á, mô hình cũng vậy á. Nó của Sinh Rấp luôn phải không? Hình như của Sinh Rấp á, em thấy cái kiểu kiểu nó giống giống á. Bà đen Titan. Em đi đến núi Bà Đen nhưng mà em có tìm hiểu về lịch sử của núi Bà Đen chưa? Dạ chưa. Anh giải thích đi. Ừ. Lịch sử rồi. Hồi xưa ở đây làm có tên là núi một. Ý là có lịch sử luôn vậy hả? Anh đang nói thiệt đúng không? Chỗ nào cũng có lịch sử đó. Anh nghe kể lại mà không biết người này kể lại người kia kể lại người nọ, không biết đúng không, biết tới mình có tam sao thất bản không thôi. Nhưng mà sao lại gọi là Bà Đen? Ừ. Xưa này có tên là núi một rồi. Chú Nguyễn Anh á. Dạ. là vua Gia Long á, là lúc đó là chạy về đây lánh nạn. Dạ. Rồi á ổng thoát thân được. Sau này ông lên ngôi á, ông lấy cái hiệu là vua Gia Long. Nhưng mà có trèo về lên núi không? Không lên núi trốn mà. À. Rồi xong rồi
rồi ổng tưởng nhớ bà Thiên Hương á đó, đó sao ổng mới phong cho bà là Thiên Sơn Linh Sơn Thánh Mẫu, là bà Đen bây giờ hả? Ừ, rồi xong rồi ổng đúc cái tượng là bả bằng tượng đồng đen, dạ, để cho người dân ta chiêm bái. Rồi xong rồi từ đó cái người ta gọi lên núi Bà Đen. À, núi một thành núi Bà Đen. Mày nghe kể lại vậy á, nhưng mà chắc sẽ còn con nhiều câu chuyện ly kỳ hấp dẫn hơn nữa nhưng mình chưa được biết. Qua bằng mã QR code. Cảm ơn bác. Dạ. Trước khi đi cắm treo cáp treo là mình đi trên thang máy. Mấy năm rồi em mới đi cáp treo á. Cái lần mà đi cáp treo cuối cùng là cách đây chắc phải 5 năm. 5 6 năm. Đi Bà Nà. Còn trống quá vậy. Người đi cái được không? Người cái hả? Người đi cái được không em trai? Thôi được. Được luôn ha, người đi cái luôn. Thôi đi chung đi. Được. Hãy đi chung với Dung sợ nói tà bậy bạ. Cảm ơn em trai. Gì mà tự nhiên cái đi chung với Dung sợ nói bậy bạ. Dung qua đây ngồi đi. Dung qua đây ngồi đi. Đúng lẽ trời sung sinh thái. Xin Dung ra một cặp. Trời đã sinh thái tại sao lại sinh nội dung à? Không, dạo này em duyên dáng rồi đúng không bà con cô bác? Thế hả? Cái Nhiên ngồi là bị ngược hả? Nó sợ bị nhiễm á. Khó khăn vậy á, đâu bị nhiễm hả? Kêu con gia đình. Giờ hầu hết ta đến các điểm du lịch thì ta rất là thích đi cáp treo ha. Em biết ai nghĩ ra cái cáp treo này không? Cáp treo này hả? Cáp treo mà, cái kiểu cáp treo á. Không, em không biết. Bà đóng mát. Trời ơi. Đây, mời bà con bác mình tham quan cảnh vật thiên nhiên ha. Wow. Ở đây là xoài với lại xoài kìa. Xoài với lại rừng xoài. Xoài với điều. Ồ xoài nè. Xoài này chắc ngon lắm nè. Nào. Dung xoài này không dám nhìn độ cao sợ Dung chấm mặt á. Trời rừng xoài đẹp quá, rừng xoài đẹp quá. Không dám nhìn độ cao, sợ độ cao. Cái này đó là phải không có cái này luôn ha, nhìn vô đã ha. Sợ gì vô luôn gì. Sa Pa có cổ kính ha. Nhiều lắm. Cổ kính là đứng ở trên là nó cao lắm, cao gần 100 mét kìa. Em không dám đi cái đó. Cái cổ kính là đứng nhìn xuống dưới đáy núi luôn. Hồi bữa em đi Thái á là bữa là em đi Thái xong rồi có cái cầu kiến đó bên nấm nó kéo ra ngoài không dám ra. Sợ độ cao á, có nhiều người sợ độ cao. Không có đâu, bình thường em cũng không sợ đâu, mà tại được chứ em đi Bà Nà lần á. Đi Bà Nà biết có cái vụ gì không? Thay vì dừng ngang giữa đường. Đúng rồi, nó đó. Tức là lúc đấy là nó chuyển thang máy. Không có, cái hôm em đi là nó bị mưa quá, xong rồi bắt đầu là nó giữa núi rồi nè. Cái không, xong... không phải đâu, lần nào đi vậy. Tức là nó đây là không có một xíu. Cao nhất Đông Nam Bộ không á? Đông Nam Bộ nha, chứ không phải là Đông Nam Á đâu á. Đông Nam Bộ là có thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai. Có ai thấy đầu trong danh không? Năm tỉnh à? Nó hơi ù tai một xíu không á. Ông đào này đã đẹp luôn. Đẹp quá. Biết đẹp luôn. Bên này người dân không đẹp. Này mà về ngồi nói về Bà Đen trời khung cảnh mông vĩ mà nhắm mắt từ đầu đến cuối. Đâu có đẹp thiệt. Gì thì còn gì thú vị nữa.
Không, em nhìn xa xa bên kia kìa. Nên nhìn đằng cáp, ta nhìn chủ yếu là nhìn cảnh đồ. Sao nó ù tai vậy? Đúng. Lên cao mà. Nhảy vé hết hết ấy à? Nhảy cái vé. Khỏi xuống. Thì nó đi bộ xuống, lần sau là tự động mới đi mấy cái cáp treo này nó không bị say nữa đâu. Không, em không có say đâu. Ở rừng đây sẽ có rất là nhiều rau rừng màu bác, người ta sẽ bán bánh xèo với lại bán bánh canh đó, với lại thịt cuốn nữa. Ừ, ở đây mới cao nè, tôi nhìn thấy mới đã nè Dung. Tuyệt. Để nhìn mới cao nè. Nhưng mà nước trên, nó chảy nhưng bát, mà ở trên núi xíu nó mình có ăn thịt cuốn không? Nó thoát thoát tim luôn. Trên đây chắc có bán mà. Có, trên này có u ẩm thực luôn mà, đồ vậy nướng. Nhưng mà không biết là hôm nay tầm này nó có không? Hình như hồi đầu tư cáp treo cho nên là núi Bà Đen mới phát triển du lịch mạnh lên đó bác. À. Và ở Tây Ninh thì sẽ cũng có nhiều điểm du lịch mà hiện tại là núi Bà Đen là cái điểm du lịch thu hút nhất ở Tây Ninh. À, giống như du lịch này vừa tham quan thắng cảnh vừa du lịch tâm linh à. Rồi từ khi cái du lịch núi Bà Đen phát triển thì các dịch vụ xung quanh cũng sẽ phát triển theo, rồi bà con cô bác mình có công ăn chuyện làm. Đẹp. Ồ, kéo sâu bên đó thành phố Tây Ninh nhà nhiều ghê. Gần tới chưa ba? Gần tới chưa? Bây giờ mà là lắc cái cáp treo chắc bà Dung về cái cột này nữa là đến à. Xỉu quá. Giờ mình còn lắc cáp treo này lắc cho đu này mà có gió là nó sẽ đu như cái lồng chim. Đừng nói em nhớ lại cảm giác lần trước. Cái lần mà đi Phú Quốc vậy bắt đầu đến bão nó giật nha, nó thổi mà nó lắc như cái lồng chim đó. Bữa đó em bị bạt ở đó mà em dừng nửa tiếng đồng hồ giữa núi, nó bạt qua bạt lại vậy nè, nó đung đưa như cái lồng chim treo trước đó vậy. Mà nó ngay cái chỗ cái núi mà cao nhất luôn, xong nó bạt vậy đó, xong bắt đầu cái ủa cái này có cầm lát xuống không? Có chứ, mình cũng xuống mà lần nữa. Ủa vậy hả, sao không dặn người ta, không dặn gì trời, còn hồ dục không? Trời ơi, hồi đi bộ xuống thì ngồi luôn, không tiền. Trời ơi, đây, cứ hồi hả? Trời ơi. Cắt bé cứ hồi. Đây, giữ cho em, giữ. Trời ơi. Cái này mình đi bà này như vậy. Ồ, mùa này nắng nóng nhưng mà rừng cây vẫn rất là xanh tươi. À, xanh lắm hả? Cái này mà nói rõ là về nhà cũng khoe là đi núi. Cái gì? Có lần trước em đi núi Bà Đen là em ngồi dưới này nè, xong rồi khóc nửa tiếng đồng hồ. Này mà ngồi kể trời cây chết khô rồi bắt đầu là về nhà cũng ngồi trên núi Bà Đen cây chết có nhìn thấy đâu. Bây giờ giữa tuần cho nên mà ông bác tới tham quan không có đông, với lại là như cuối ngày chứ cuối tuần chắc đông ha. Đấy, cuối tuần chắc đông. Hôm nay thứ tư rồi. Cuối tuần đông lắm. Đông nè, tôi cho bãi xe nó không còn chỗ trống. Từ thành phố mà về Tây Ninh cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, ngủ quá. Quay bên đây cho anh Khương nói vậy, anh Khương nói đi ngủ. Ngủ luôn. Tới rồi kìa. Anh Khương nói gì, anh Khương nói. Bị ơi. Bạn được lắm kìa. Thì nó bắt đầu hoàng hôn nó buông xuống, nhiều người ta thích đi ngắm hoàng hôn nữa. Rồi có người ở lại đêm luôn là ngắm bình minh luôn. À, là trên này có chỗ ở lại hả? Có, bây giờ có khách sạn. Có dịch vụ khách sạn. Hay tối nay mình ở trên này đi. Chơi lắm về thì mình nó vui, đông vui. Có đi dòng đi tòa thánh được không? Có đi tòa thánh. Cái này thì chỉ nghỉ dưỡng thôi, nhưng mà tối là giống như là ngủ và ngủ thôi. Nó cũng bán lạc vạt, cà phê, cà táo cũng có hết luôn. Nhưng mà trên này nó là không gian chắc kín. Cũng thú vị quá, chắc bữa nào dắt mấy bạn nhỏ anh đi tham quan, nhưng mà nhỏ chưa được đi. Làm sao cái đấy nó gắn một cái dây nhỉ? Mấy bạn nhỏ mê đó mà. Nó gắn chặt luôn thì lúc sau làm sao mà nó đi qua cái vòng kia thì nó gỡ ra. Cái dây này là nó dây nó sẽ đi theo bánh răng đúng không? Và cái cáp treo này nó gắn
bám vào cái dây này, nằm trên cái xoài tròn như cái xích xe đạp vậy, nằm xe nằm trên dây. Cái gì lố trời ơi, trời tự nhiên cái đó chuyện nước xuôi. Ủa ai chú Giang ba ơi, không phải đâu, ở đâu uống hơi vào á. Em đâu có đem xe này. Đúng rồi, này là ở ở đâu rơi vào á? Không, cái này nước của mình nè, nước suối của nhà mình nè. Chai đó chai nhà mình. Chết chủ. Tới rồi. Rồi lát đi xuống mình đi kia hả ta? Không, thế mình đi bộ cái xuống nha. Cái chùa hàng đó, cáp treo từ chùa hàng đi lên, còn mình tiến là mình xuống, mình phải xuống cáp này. À, cáp này luôn. Này nó tổng cộng là 3 cái cáp treo mà. Quá trời. Cái ở đâu á? Một cái là lên chùa hang, một cái từ chùa hang đến đây là cái đường này, cái thứ ba là lên đỉnh này. Bây giờ có cáp treo được lên núi đồ rất là dễ dàng để tham quan. Phát triển nó giống Bà Nà ghê luôn á. Thì cũng chủ tập đoàn. Kia vườn bông vườn hoa rồi mấy cái kia giống y chang luôn. Thì của Sơn Gua này. Lấy tay chịu lại Dung để nó lấy tay chịu lại. Này phải thò chân lên ngoài. Cái khổ là bên này ngồi đang để. Rồi khỏe rồi xuống. Xuống bên này. Ở bên này mà. Đó dành cho mấy người yếu tim á. Dành cho mấy người mà sợ á, sợ đâu cao á. Hơi quay xíu một mắt tại vì mình đang di chuyển á, nó hơi trầm trệnh xíu. Hơi sóng gió. Đi ra đây ha. Ở đây thì có khách du lịch không đi lối này. Chắc mình đi lên đây nè. Khu vực nhân viên. Chắc đi lên lại đây nè. Bên đây. Hay quá. Lên đây rất là mát nha bà cô bác. Còn đây gió. Gió. Đây là trưa máy lạnh về lên đây sao chịu nổi. Đây gió mà bắt trên cao, lúc nào lên cao nó cũng lạnh chứ mát giống như Đà Lạt vậy thôi. Trời, người ta ôm áo lạnh theo nó nhìn tôi. Xin chào. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Ồ hoa đẹp quá ha. Hoa như trồng hoa như ở Đà Lạt. Lần đầu tiên mới được nhìn thấy bà luôn á. Bên đây có một cái quán cà phê. Dạ chào anh. Người nhà anh Thương. Ồ mát ghê đây. Y như là không có, khí. Có luồng lạnh lạnh mát ghê đã mà trời còn nắng. Đó. Mình có thể vô mình đây. Đi đường nào ta? Mình có thể vô đây uống cà phê. Dạ. Nhà mình ở đâu tới? Dạ, em ở Dầu Tiếng. À Dầu Tiếng hả? Dạ. Ở trong Bình Dương. Dạ. Đây chụp giùm mấy con. Dạ, chụp nhà giùm mấy chiếu thủy Phật đấy. À dạ. Chừng nào mình về? Dạ chắc khoảng 6-7 giờ về. Dạ. Lần đầu tiên tới núi Bà Đen luôn. À dạ. Em đi lần này lần thứ hai. Hả? Dạ. Đi nguyên gia đình luôn hả? Dạ, đúng rồi. Có sinh nhật gì của ai không hay là? Dạ không, có hai đứa cháu bên Mỹ về. À. Dẫn hai đứa nó lên chơi cho biết. À đi học hả? Nó... Hai đứa đi du học hả? Dạ không, nó ở định cư bên đó. À định cư luôn hả? Dạ rồi, cảm ơn gia đình dạ, nha. Rồi, chúc gia đình sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Ba chờ người nhà luôn. Rồi lên đây làm tham quan vòng vòng thôi phải không? Chắc ăn mình đi hết vòng vòng coi. Ờ. Ở đây có cái gì nữa Cường? Cường có lên đây rồi hả? Có lên trên tượng bà. Lên tượng bà là đi đường này. Lên cảnh quan. Cái bà đang là cao 986 mét so với mặt nước biển. Anh đọc đâu vậy? Đọc đâu cái đó là kiến thức mình phải đâu có đọc ai ghi đâu cho mình đọc, mình phải tự học hỏi. Em nghĩ là có con số ở đâu đây nè. À, có con số. Đây mà con bác lên ở trên đây là anh mát ghê. Mát. Lạnh không hả? Y như là ở trong máy lạnh vậy đó. Ồ. Hoa này đẹp quá nè. Hoa này đẹp quá. Hoa này giống hoa móng tay á. Cái này bóng dừa. Không phải hoa móng tay. Cái này nghiên cứu này có giống đem về hậu quán trồng chắc đẹp lắm nè. Ở đây người ta trồng đẹp quá trời ta. Ôi đẹp.
Cái này nếu mà trồng hồi quán là phải tưới nhiều lắm á, cái này nó nhanh nảy lắm. Nhanh tàn á. Nhanh tàn. Trời ơi. Bao nhiêu? Con số nãy đồng kia đúng không? Trời ơi, anh đang chơi chuồng chuồng bự ghê kìa. Chuồng 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 như cái chiếc trực thăng luôn. Chuồng chuồng trên núi bự ghê không bác? Không mà đẹp. Rất là đẹp nha. Đẹp quá. Cái khu này người ta tưới tự động hết anh Phương. Còn hôm quán mình gắn bếp á. Hội quán á. Trời ơi. Mình đi lên đây thấy cái công trình của người ta, cái hội quán mình không bằng được cái một cái lồng cáp của người ta. Không, mình đừng so sánh nữa. Mình đừng so sánh nữa. Đẹp quá. Ừ, đi lên tham quan. Lên đây hả? Lên đường này hả? Cái bảo tàng ở đâu Cường? Vậy hả? À chắc là sẽ giải thích về lịch sử khu này á. Giữ cái thiệt chứ. Ôi, xong rồi người ta lắm. Mang lên đây người ta đi bằng đường gì mà lên ta sẽ cất giữ ta. Cái màu này đẹp. Đẹp ha. Này có chữ luôn nha. Nhiều khi lên lên trên cao thấy chữ gì á. Nhìn xa xuống hả? Trên xuống. Ừ. Đúng theo cái chữ gì á. Lên trên cao. Chậm theo luôn. Chữ gì? Không, chắc lên đây tham quan vậy thôi gì đúng không? Chắc đi vô bảo tàng nghe nghe không anh? Ừ? Nghe lịch sử khu này không? Nghe nghe nói là có phòng giác ngộ nữa hả? Không rảnh, lần đầu tiên tới mà đâu biết đâu. Nhiều khi cho em vô đó cái em bỏ được cái tật tham lam sân si đó. Có được lên đó không? Em không biết nữa. Khu vực cấm rồi mà. Ủa chú làm sao để vô trong cái bảo tàng trong này chú? Giờ không có, giờ không mở. Nay không được vô hả? Thôi mình đi vòng vòng tham quan thôi. Lên không? Anh muốn lên không? Thôi. Lên luôn đi. Thôi. Tới đỉnh rồi. Đứng lên tới trên luôn thôi. Đi. Thấy cảnh nó đẹp. Lên trên luôn. Có vô được không? Có thấy ai vô lên đâu? Trên được mà, ý là không vô bảo tàng trong này thôi. Ai vô đâu? Trời ơi, cái đào thiệt tội nghiệp luôn á. Ai khắc lên gì? Thầy đâu hẹn biển vậy đâu. Cái hứa hẹn yêu đương lên. Cây rau húng nhủi mà lên bông từ đẹp lên chưa? Chữ ừ. Rau húng lụi đó, mà trên núi lên bông vậy đó. Mát quá. Cực mát luôn. Nè, thử coi phải nó thơm không? Phải không lỗi bà. Phải bà. Lâu không lỗi. Mà thật thạo hả? Tới đây khá rồi. Nè, lo dòng lên là lên tới bà luôn rồi đó. Tới đó tôi lấy là người kìa. Ừ, sao không cho lên vậy? Đang sửa chữa. Có một đường cho lên nè. Đang sửa chữa. Oh, oh. Du lịch thì bà con cũng biết rồi đó, du lịch thì khách tham quan người ta một là đi biển, hai là lên núi, đúng không? Mà ở trên núi mà có cái công trình gì nữa thì quá vĩ đại, cho nên bà con ta rất thích. Ừ, vô đây được không, kênh chị quay nhưng Mạnh Khương nói chính mà. Được với bà nữa. Bé Nhi đang nói là chỗ chị Dung kênh chị mà, phải không? Ừ, kênh chị nhưng Mạnh Khương nói chính. Đi mình phải chia sẻ thông tin. Dạ. Không đi được đâu. Này đang sửa chữa không quá. Đang làm lại cảnh quan. Giúp sinh thần. Nói rồi là hết rồi hả? Là chị được tới đây rồi hả? Rồi. Nói rồi không nghe. Ở trong đó là gì? Muốn sinh thần. Thần núi á. Thôi lên thắp hương cho thần núi cái coi. Em lên tham quan được rồi. Dạ.
Trời ơi đẹp quá. Em biết ở đâu có nhiều vị thần nhất không? Có nhiều thần nhất không? Ở đâu có nhiều thần nhất á hả? Ừ. Trên các núi. Ừ. Cái này chắc chắc nhân tạo quá bọn ơi. Nhân tạo xây cái miếu sơn thần. Bên đây. Nhưng mà tượng bà này là làm lại từ năm nào? Hả sư phụ? Mình phải phải có hướng dẫn rồi giới thiệu mới được, hoặc là mình phải lên mạng tra cứu thông tin chứ có lần đầu tiên tới có biết đâu. Mà tại sao lại có chắc này chắc anh nghĩ chắc cũng mới à, chắc mới công trình, mấy công trình này cũng mới nè, được khi người ta khai thác cái du lịch đây nè. Dạ. Ta sẽ xây thường thường một cái điểm du lịch thì người ta sẽ xây một cái bức tượng gì đó là tâm linh. Tại đây là khu du lịch tâm linh mà. Đây du lịch tâm linh. Đó, hồi trước khi mà có những công trình này thì bà bác cũng cũng lên đây để vía bà. Nhưng mà ở xung quanh bà là có mấy vị thần mà đạp người ở trên là cái gì anh? Là thần gì? Hộ pháp. Hộ pháp hả? Ừ. Nhưng mà đừng hỏi các nữa. Tượng Phật. Hỏi nhiều đó được rồi. Ủa? Hỏi nữa không biết đừng trả lời. Ủa, nhưng mà cái này nó thuộc về tôn giáo, Phật giáo rồi bên văn hóa đồ, cho nên mình phải tìm hiểu nhiều lắm. Hồi đó anh cũng đi làm nhưng mà thật sự mình không biết hết được đâu. Dạ. Không phải gì biết hết được đó. Cái này còn vô đó còn nhiều lắm, nhiều cái để mình phải học hỏi tìm hiểu nữa. Thì họ đi đường nào, họ qua bên kia xong có lối lên trên tầng kìa. Là mình lên được tới trên luôn á. Thì lên đó thì cũng ngồi vậy thôi à, chứ đâu lên trên được đó đâu. Mà lên đây con không được chỉ nữa nha, không được chỉ bà. À. Hồi nhỏ đâu đi chùa đó là ông bà cha mẹ cũng chỉ, không được chỉ vô, tại mình cũng không biết, mình nhỏ mà. Thì mình hỏi ví dụ tượng đó là tượng gì thì mình phải chỉ vô mình mới biết. Nhưng vậy mà, được không? Đưa nguyên bàn tay nè. Ví dụ vậy được. Với sự tôn kính thì được. Dạ. Yeah. Một dòng. Đi xuống đây, xuống máy này nè. Thì mình xuống đây đi mình tham quan. Cái đó là lối đi về cáp treo luôn rồi. Hả? Thì xuống chỗ hồi nãy á. Không, thì đi xuống đây mình tham quan thôi. Nó cũng vòng vòng đây hả? Chưa lên được trên kia. Đâu lên được được, đâu lên đó được. Anh nghĩ chắc không có cho lên đâu. Không thấy có người ở trên đó, chắc là không có. Không có lên được. Để xây vô cho mình nhìn ngắm thôi, chứ còn lên được thì lên biết bao nhiêu người sao công trình chịu nổi. Với lại dạ. Chỗ tôn nghiêm mà. Không mà công nhận không khí nó hay ha. Ở dưới cái nóng quá trời nóng, lên đây nó mát lạnh luôn. Lối về cáp treo. Đây đẹp quá. Bởi vậy mình mới rất là nể phục phường ta xây dựng những công trình ngàn tỷ nghìn tỷ mà người ta công sức con người máy móc rồi giờ đưa gạch đá rồi đến đây xây cất hay bài trí rồi ha. Dạ. Yeah. Hay. Không nhưng mà em thấy Sun Group làm đa phần là cái khu nào cũng có một cái khu dành cho tâm linh hết á, giống như danh bà nào cũng có một cái khu chùa nha. Ừ. Thường thường ta đi du lịch đi tâm linh là nhiều. Dạ. Yeah. Còn giải trí coi vậy chứ cũng ta có niềm tin không? Còn giải trí nhiều khi em đi một lần rồi thôi, em biết giải trí rồi thôi. Không có đi lại nữa. Còn lại. Nhiều khi tâm linh thì nhiều khi người ta hôm nay tới đây khấn. Yeah. Bữa sau tới trả lễ. Rồi bữa sau tới khấn. Một năm có thể đi nhiều lần. Ừ. Trời đẹp quá. Một đường đó đẹp. Ra cái chỗ này là view xuống kia nhìn thấy hết luôn á. Ừ, cái chỗ bên này á. Đó là mấy bạn đi kìa. Trời ơi, bà ếch mới ngồi kìa.
Đây nè, đi đây, đó này đẹp nè. Trời ơi, đẹp. Cá. Tức sắc. Hay quá ha. Ồ, cá. Cá này hơi dày rồi, nước hơi đục rồi. Tao quay nước. Anh Phương chút đi để anh Phương giới thiệu đi, tụi con chụp hình chút ba. Nước hơi đục rồi. Mấy bạn nhân viên quản lý hồ cá này nếu coi xem được lúc này thì nhớ ra kiểm tra hồ cá nha, nước hơi đục rồi. Cá dày, hơi cá hơi bị dày á. Nó hơi đục đục, nó hơi bị lận cận lận cận. Mấy chú ông cũng dễ thương ghê. Đi ra. Chụp chung luôn. Chung nãy giờ đó. Đây chủ yếu lên đây tham quan ha. Dạ. Mình đi xuống đây luôn đi. Này thì bữa nào mà đi tới sớm thử thách đi bộ lên đây không quá. Thử sức khỏe của mình coi thế nào. Rồi thử thách rồi đi xuống luôn. Đây đi xuống khoảng xuống chắc nhanh hơn. Mình tuột núi xuống à. Đau chân đúng không? Ôi đẹp quá, đẹp quá. Giờ hai chỗ nào ta cũng làm cối xay gió à? Dạ. Yeah. Cối xay gió. Giờ khu nào ta cũng làm cối xay gió. Nhìn cho nó giống trời Âu quá. Ừ. Ôi ngược lên lại nè. Trời ơi đẹp quá nè ba. Đẹp quá, bông đẹp quá. Bông này trồng. Ê nó có mùi hương á, nó thơm thơm. Này bông này ở trên đây coi vậy chứ nó sống được lâu chứ ở dưới đất sống không nổi đâu. Nắng quá, nóng quá là nó khó. Ừ, trên đây nó mát. Cái không mát. Khí. Mát mẻ. Ủa sao giống như trên này nó yến quá trời vậy anh Phượng? Hả? Phải chim yến không? Con này phải con chim yến không? Người ta hay chắc trên đây chắc có yến á. Ừ, đẹp quá, cái hàng đó đẹp quá kìa. Xuống đây chụp hình. Nhiều cảnh trí quá. Trời không, cái này xong làm cái gì á? Quá chậm á, quá chậm á. Người đứng cột đi. Người đứng cột. Người đứng cột. Đẹp kìa. Bỏ cá cho túi đã. Người cột làm cho tắm. Điện hồi rung chân luôn. Ồ xuống đó kìa. À, thôi 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 mấy bạn chụp đi anh chụp. Trời ơi mình phải xuống check in cái cột nước Bà Đen chứ anh. Mấy bạn xuống chờ đi xuống. Mấy bạn xuống. Lần đầu tiên mình được tới đây mà. Rồi đó nha. Trời ơi sao mà biết bữa nay mà được đi lên đây là mang đồ đẹp đẹp rồi. Thôi cắm tú cầu đẹp quá bự. Này ở Đà Lạt mới sống được thôi á. Đem về hồi quán là ba bữa. Nó sống được nó khô quá trời, nó chịu không nổi. Nóng quá nó đâu có sống nổi. Nó bục. Ồ các sư cô lên đi tham quan. Love. Đẹp quá. Tự nhiên đi tới đây xong rồi nghe nhạc này nữa sao thấy nó bình an dữ vậy? Ồ, đây mình có thể nhìn được view thành phố. Thấy tỏ thấy được nay nay hơi hơi mù ha. Dạ. Trời trong trong có thể thấy được hết tin luôn ạ. Đây bà con bác thân mến, đây lên núi Bà Đen. Mình có thể nhìn thấy hết Đông Nam Bộ luôn. Cây sống đời hoa đẹp quá, sống
sống đời tạo thành tiểu cảnh. Sống đời đâu? Nè. Trời đất ơi. Sống đời đó. Phải không? Sống đời mà cái kiểu bông nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ. Sống đời. Một loại bông sống đời. Đẹp quá. Chụp chị Dung đi anh. Phải check in cái núi mà đen cái chứ. Chụp chị Dung đi. Gia đình mình vô nhanh. 186 mét. Phải vô đây để bà con cô bác biết là mình đã từng tới đây rồi. Chụp xong về cho anh xin hình nha. Chi? Anh xóa hình hai đứa ra anh đăng hình núi Bà Đen. Rồi anh vô đi. Anh vô đi. Anh vô đi. Chụp hình anh đi. Anh là đúng là chất người tham quan du lịch. Đi tới đây em chỉ chụp cảnh để giới thiệu thôi. Còn đây là những người mà sống ảo, tới đâu cũng chụp có hình mình vô phá cảnh. Tại sao mình tới một cái điểm đẹp như vậy mình không thể là chụp một cái hình cảnh để mình đăng thêm, rồi có hình mình trong nữa, không bao giờ chụp một tấm hình nào của cái cảnh hết trơn, lúc nào cũng phải có mình ở trong đó. Thì người ta gọi là cảnh vật rồi sơ thêm người vô nữa chứ không có tự nhiên giờ mình chụp không vậy, lấy trên mạng xuống cũng được vậy. Đó, mình chụp mình để ghi chú thích vô chứ. Ghi chú thích vô hả? Rồi đứng chỗ đó giơ hai ngón tay lên là được rồi đó. Núi Bà Đen. 986. Ừ. Nãy giờ đâu có chụp hình đâu phải không? Dạ xin mời đứng đó và giơ hai cái tay lên là có hình liền ạ. Cáp đi xuống rồi. Rồi đó mình tham quan giờ là rồi xong rồi đó. Chưa mà mới có một vòng bên này còn bên kia nữa mà. Hết cái này người ta chắc anh nghĩ chắc người ta khai thác một mặt núi hay ta? Chứ đâu khai thác hết phải không? Ủa nãy mình có lấy cái sơ đồ không ta? Sơ đồ núi. Tại vì người ta khai thác một hình như một mặt bên đây là mặt bên kia đâu khai thác được. Và không biết là, chắc là bức tượng là tượng bà là chắc là địa cao nhất của núi à. Đỉnh núi. Ừ. Chim bay rồi về đẹp quá. Nãy giờ là mình đi cánh phải, mình chưa có đi qua cánh trái. Thì cánh kia cũng chắc cũng hoa cũng tương tự à. Chưa đi mà sao biết? Thì chắc cũng vậy thôi. Không mà ngồi đây nên thoải mái yên tĩnh ghê á. Nghe nhạc du dương nữa. Mà công nhận ở Tây Ninh ít sông ha. Sông á hả? Ít sông ờ. Hình như không có mà. Cũng có sông Dòng Cỏ chạy ngang Tây Ninh đó. À hồi sông hồi Dầu Tiếng. Sông Dòng Cỏ cũng bắt nguồn từ Tây Ninh à. Dạ. Yeah. Nhưng mà ví dụ em lên núi ở miền Tây, ví dụ núi Cấm đi, ví dụ em lên đó, núi Sam rồi em lên đó. Dạ. Yeah. Em sẽ thấy nhiều sông ngồi chằng chịt ở đây mình đó. Ở đây mình không nhìn thấy cái sông nào hết. Ôi, nhìn cách treo lên xuống kìa. Hồi nãy mình ở trong đó mình cảm giác nó chậm chậm mà sao ngoài nó chạy nhanh dữ vậy. Chìm chóc quá trời. Đã quá. Rồi đi tiếp không? Đi, đi qua khu bên kia. Đi. Lần đầu tiên được lên núi Bà Đen luôn. Thôi tạm thời chào tạm biệt bà con của bác đi. À, đó đi tham quan nửa núi của Bà Đen của bác. Dạ. Bà con bác mà có dịp mình tới Tây Ninh mình cũng thử một lần mình lên núi Bà Đen mình tham quan ha. À, coi trong hình thì nó lại khác mà đi ở ngoài thì cảm giác nó lại khác, mát mát lạnh lạnh. Dạ. Rồi lên đây mình với bà luôn. Rồi rất là đi. Yên tĩnh, rất là bình yên nữa. Dạ. À chào hả? Dạ, cảm ơn bà con bác. Kính chúc bà bác thật nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt, hẹn lại.